Rồi, mến chào toàn thể quý anh em. Rất là vui khi được chào đón quý anh em trở lại và đang xem những video trên kênh YouTube Cano Sông Nước Miệt Vườn ha. Hôm nay mình quay về cái chiếc, gặp lại cái chiếc cano 7m7. À, quý anh em theo dõi coi cái chiếc 7m7 này hôm nay gặp lại là để làm gì ha. Chiếc này lắp đặt mình cũng không nhớ rõ cách nay khoảng bao nhiêu tháng ha, là được lắp đặt cái động cơ 6 xi lanh, động cơ Isuzu 6BG1. À, thôi để mình đi vô vấn đề luôn, tí xíu nữa quý anh em xem chạy thử ha, để mình vô mình nói cho quý anh em biết hôm nay người ta tới tiệm để làm gì ha. Nói chung là những cái hệ thống lắp đặt ở tiệm là người ta chạy vẫn bình thường, không có điều gì xảy ra hết. Chỉ là trục chặt nhỏ ở cái phần chân dịch. Ở thì đang làm chân dịch phía bên đó ha, để tí xíu mình qua. Đi tới đâu thì mình lặn tới đó. Này đang chỉnh cái vụ xì nhớt cái máy Isuzu khủng 98 phải không? Isuzu tên nó nào cái này, phải con hù hết thấy luôn tên gì rồi nhé, E phải không, EG4DC là hả, DG hả, à chữ G tưởng đâu chữ cờ chứ. 3 lít 4 nha. Có turbo luôn, động cơ này bếp kim 4 xi lanh. Chạy cái vỏ lãi tải chào bá ở đâu quên nè. Đây sẽ dĩ lúc trước mình lắp đặt chạy cái chiếc 7m7 đó đó. Chạy cái chân vịt này nè. Chân vịt này lúc đó mình cũng không có nhớ đường kính nó là 4 tấc mấy ha. Nhưng mà lúc ở đây mình lắp đặt á, về người chủ người ta chạy cái người ta điện người ta cho mình hay chạy tốc độ lên được 90 mấy, mà cái đồng hồ GPS trang bị ở dưới cái cano đó đó nha. Là cái người chủ người ta điện người ta cho mình hay vậy thôi. Ở đây mình chạy thử mình đâu có dám chạy hết ga đâu. Xong rồi hôm nay cái chân vịt nó do vịt dày vậy đấy nè, chạy còn bị cong nè quý anh ơi, cưa quá mạnh. Rồi trong khi đó thì lại người chủ hay gì á có cắt sửa chân vịt này bớt, nghĩ là chân vịt nặng hay nhẹ gì đó ha, cắt muốn lấy nước thêm gì mình không hiểu ha, cuối cùng chạy không đạt vậy, chân vịt này hư luôn á, vịt này giờ thành chân gà. Giờ mới đem qua tiệm làm cái chân vịt khác lại đó, mà cái chân vịt này thì cũng không phải là cắt bỏ mấy miếng nào quý anh em, đang cắt bỏ xong rồi cái mình đánh bóng nó lại ha, mình mài cạnh rồi lại wow. mấy cái vỏ với ghe tâm bản này ha, ở tiệm của Thái có bán quý nè, này combo ship này của Trọng Chỉ nha, rất là đẹp ha. À, giờ trước tiên mình mài cạnh này trước, rất là dày luôn, bo xong rồi mình mới mài mà cho nó mỏng cạnh lại để nó chém nước cho nó ngọt một chút. Rồi mới đánh bóng chân vịt này, giờ cắt lại là còn 4 tấc 2 á quý anh, 4 tấc 2 đường kính nha, cái cùi là chiều cao của nó là đúng 10 cm, còn cánh đó mình không có đo lại thử, không biết người chủ người ta cắt lại còn nhiêu, mình thấy cắt nhỏ
Không biết nghĩ sao người chủ giống như là nghĩ là cho nhỏ lại chạy cho nhanh, hay sao mình không hiểu. Mình cuối cùng chạy không đạt, giờ đem lên làm lại chân dịch mới. Mấy triệu quá quý anh em. Tí xíu làm xong rồi chạy xem giải trí chơi ha. Rồi chân dịch ổn rồi ha, còn nóng. Mới đánh bóng cạnh là hết rồi nè. Để chuẩn bị gắp vô cano. Chiếc này lúc trước có lắp cái đồng hồ đo vận tốc nè quý anh em. Cái tròn tròn đen đen lớn lớn ở giữa đó. Sáu xi lanh ha. Thử rồi cái nó chân dịch này nó ổn không ha. Cánh này cũng cánh mới. Chưa biết kết quả thế nào luôn. Chúng mình chạy thử cánh gì đó, coi coi nó nặng nhẹ như thế nào. Rồi canh chỉnh tiếp tục.
lâu dữ mới gặp. 5m4. Cái Volvo 4 xi lanh. Volvo hình như là AD31B. Cũng dòng máy thủy ha. Đem xuống đây mình thử máy không mà thấy nó gì nãy, bởi vì gắn chân vịt vô chạy không nổi. Isuki 98. Dầu bọt rồi ổn định rồi, xong chỉ xử lý mấy cái chỗ bị nhớt mấy cái gon rồi đó nè. À, ở đây đương điều trị trong hầm máy thì đang biết cứu nổi không. Tại cái máy này chỗ khác làm ha. Máy đó còn để nguyên zin đó. Có cái dàn nhặt sống đó, phục vụ văn nghệ cho những cái đám tiệc cưới đám hỏi. Đám gì có phục vụ vui thì cứ kêu nó. Nó gần trong gạch mình đó. Máy đó đặt xuống cano 5m4 ha, mở máy lên chạy vô thấy.
cũng yếu xìu. Không nổi rồi. Không biết có làm, không biết có làm biết. Máy là làm máy lại rồi mà chạy một ít xíu. Im lại rồi đó, canh chỉnh ổn cái vụ mà bị khói à. Khói đó khói dầu ha, nãy mình tưởng khói nhớt, không phải, khói dầu. Do dầu sớm dầu trễ anh em, phải canh heo lại. Khi dầu sớm dầu trễ cái nó đốt dầu không hết, tại vì khói hồi nãy mình thấy cái màu khói ngộ lắm. Phải là khói nhớt ha, đó là khói dầu, dầu sống nó dư đốt không hết, khói cay mắt luôn. Giờ đỡ khói rồi đó. Cái giảm đẩy đẩy cái lên bà.